Xin chào các bạn, mình là Hoàng Đình Dũng đến từ Hoidu Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Corona 2.0. Đầu tiên là chúng ta sẽ chạy phần này trước. Các bạn chuột phải chọn Run Administrator nhé. I accept. Next. Install. Cái này chúng ta phải chờ đợi một chút. Ok, chúng ta next. Finish. Bước 1 xong rồi. Bước 2. Bước 2. Mình sẽ vào cái file path Corona Renderer. Chúng ta sẽ copy cái file Corona Release. Copy. Các bạn sẽ vào trong OC Program File Autodesk Mac 16. Mình đang dùng Mac 16, các bạn dùng Mac bao nhiêu thì các bạn sẽ copy paste vào cái file tương ứng nha. Paste. Replace. Bước thứ 3 này, chúng ta sẽ vào cái file Image Editor. Chúng ta copy hai file Corona Image và Corona Image CMD. Copy. Ok, các bạn sẽ copy vào ổ C này. Program file này. Corona. Chúng ta paste vào đây. Bước thứ 3 này. Bước thứ 4 này. Chúng ta sẽ chuột phải vào cái file delete token này. Chọn run administrator. Bước thứ 5, chúng ta cũng chuột phải vào file white token. Run administrator. Yes. Ok. Và bước cuối cùng này, các bạn copy file token. Chúng ta sẽ copy vào đây. Ổ C. User. Các bạn chọn cái file ứng với cả máy của mình nhá. App data này. Local. Corona Renderer và chúng ta paste vào đây. Đã xong. Bây giờ mình sẽ bật Body Mask lên. Kiểm tra xem được chưa. Setting. Các bạn chọn Corona Renderer. Chúng ta bấm thử nhé. Đã ok rồi. Đã chạy rồi. Ok, hy vọng các bạn sẽ cài đặt thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.